kênh ký ức chiến tranh trân trọng giới thiệu cuốn tiểu thuyết chiến tranh với nhan đề thượng đức câu chuyện của những người lính f 304 trên mặt trận thượng đức tác giả nguyễn bảo trường giang sau đây mời các bạn cùng nghe tập 7, chương 7, thế là sa mộc hà một nơi heo hút nhất trên đất trị thiên nơi mà ngoán biết có người muốn đầy đọa anh ở đó Nhầm to, anh sống thung thăng cùng những người bạn đã một thời đánh đấm khá ra trò ở tuyến trước. Trồng lúa, trồng sắn, chăn nuôi gia súc, tích chữ lương thực cho đơn vị, chẳng là nhiệm vụ. Cũng có người trong bạn bè xui anh tường trình lên trên chị cho tay lê kia một trận. Đời lính cực nhọc bao nhiêu, phấn đấu bao nhiêu mới lên được cái chức tiểu đoàn phó, chốc biến thành anh đội trưởng chẳng ra lính, chẳng ra quan. Không bao giờ, ngoán nghĩ là thằng lính ở ừ, cương vị nào anh cũng cố hết sức hoàn thành nhiệm vụ. Có ai bảo anh chọn lấy hai con đường, hoặc làm tướng, hoặc về với vợ con, anh sẽ không một chút đắn đo về với vợ con. Lão Lê thù anh, có gì mà lão thù dai thế? Anh có lỗi, rõ rồi, ai lại nói với cấp trên hỗn hào thế, cho là ông không nghe được cũng không nên, anh sẵn sàng nhận kỷ luật. Song, cái việc bắt thằng thám báo mà vu cho anh một đống khuyết điểm như vậy chỉ có lão Lê thôi kệ ông ấy là thủ trưởng của mình ông ấy xấu thì có hay gì cho mình mà đời có giá cả đấy người tốt rồi sẽ được hưởng cái tốt người xấu không bị cái này sẽ bị cái kia được gọi về của cùng đơn vị hành quân ngoán thấy cái triết lý của mình hay hay đấy thôi còn chiến tranh những thằng lính như mình đâu thoát được chuyện đi đánh nhau toàn bộ lính phía sau nhập lại thành một tiểu đoàn hành quân về phía đại bản doanh trung đoàn trưởng nguyễn quỳ còn mập mờ chưa nói rõ việc đi chiến đấu nhưng ngoãn thì biết tổng đi sâu vào phía trong là cầm chắc không biết lúc nào mới được về lần được nghỉ phép trước lại cũng phải cảm ơn lão lê đấy do lão muốn chị mình mà hóa ra gặp may được về nhà ít bữa chuyện gia đình còn nhiều rắc rối nhưng anh cũng đã làm cho vợ được cái nhà ở riêng hân được tự do gia đình bớt đi cái sự căng thẳng nhoáng cái mà đã được năm rồi tiếc là trước khi vào cửa tử trên không cho về nhà ít bữa về phép vẫn là mong ước cháy bỏng của người lính. Đời lính mời anh một hoàn cảnh. Thằng nhớ cha mẹ, thằng nhớ em út, ngoán nhớ vợ vô cùng. Hoàn cảnh nhà anh thật lắm éo le. Mỗi lần anh về là mỗi lần đầy ấp những kỷ niệm. Lần thứ nhất về nhà, anh vội vã cưới vợ rồi đi. Lần thứ hai tưởng gia đình êm ả à sẽ được nghỉ những ngày đầm ấm với vợ nào ngờ ầm ý cả lên. Bố đánh, ở riêng, lo đủ trăm bề, đến ôm ấp vợ, ngủ với vợ cũng còn thòm thèm. Chao ôi là đời lính. Hành quân liên miên, đã có lệnh sẽ dừng lại nghỉ chân ở rừng trại. Cố lên đi, sắp đến nơi rồi đấy, chính trị viên đoàn động viên. Đúng là sắp đến nơi rồi. Trời ơi, đây là quê hương của ngoán mà. Quốc bộ ba chục cây số nữa là về đến làng, là được gặp vợ. Không biết hân dạo này ra sao, lùi thủi một thân một mình, nỗi thèm khát được gặp vợ như cứ níu chân ngoán lại. Sao thế, lại chính trị viên nhắc nhở, bám chắc phía trước chớ. Báo cáo chính trị viên chân tôi bị sưng đau quá. Người nhôn nhốt sốt, có lẽ bị ốm. Chính trị viên soi mói nhìn ngoãn. Có ốm tư tưởng không đấy? Cố lên chút nữa, sắp tới cho nghỉ rồi tính. Ngoãn lườm lườm chính trị viên. Mẹ kiếp, thì tớ ốm tư tưởng đây, làm gì nhau nào? Sau cái ý nghĩ ấy, ngoãn thấy người oải ra, không muốn bước nữa. Anh thấy đời mình sao mà khốn khổ, ở nhà thì vậy, ở đây thì vậy. Chân anh đau, gây gấy sốt mà lão chính trị viên lại nghi anh ốm tư tưởng đã thế anh ốm luôn cho biết mặt anh đoán chừng phía trước độ chục cây số nữa là đến rừng trại lính ta sẽ răng võng nghỉ đêm ở cánh rừng ấy mai lại hành quân tiếp đến nơi đì đùng bom đạn đã vào trận không nói mạnh được đạn bom đâu có mắt có thể hy sinh bị thương có thể vĩnh viễn không gặp lại hơn nữa đằng nào trong đầu chính trị viên đoàn mình cũng là anh ốm tư tưởng ngoán lùi lại cho đến chót hàng quân chỉ rẽ ngoặt một cái anh đã tách khỏi đoàn, về với Hân rồi ra sao thì ra. Đúng là chân anh đau, đúng là người đang sốt vậy mà không hiểu sao lúc này anh đi phăm phăm. Đêm, tối như bưng mà anh không vấp, không lạc. Anh về đến làng đã nửa đêm, cũng hay, chỉ có Hân một mình, chỉ có Hân biết anh về. Hẳn là Hân đang cần anh, thôi đành, trả thiệt gì, có Hân, gần Hân là đủ. Đóng góp cho quân đội, cho đất nước thì biết mấy cho vừa mình ở quân ngũ trường ấy năm là được rồi, nhà cửa thì vậy, vợ con thì vậy, mình không lo lấy thân mình, ai lo cho đây, anh ngậm ngùi thương mình, thương Hân, ở làng vọng mấy ai có hoàn cảnh chớ trêu như anh và Hân. Cái nhà chưa ra cái nhà, đồ dùng, vật dụng, cần thứ gì thiếu thứ đó, tiền chẳng có, không lúc nào anh không nghĩ tới sự cô quạnh của Hân. Vắng chồng, người vợ có thể dựa vào bố mẹ, anh em nhà chồng, vắng chồng người vợ còn có bố mẹ em út bên ngoài, hân của anh thì chẳng bấu víu được vào ai, mà anh thì biền biệt, một năm vài ngày phép, chưa làm được việc gì nên hồn giúp vợ lại đi. Niềm mơ ước của Ngoán về một tương lai tốt đẹp ở con đường binh nghiệp không còn. Với anh, cái trước tiểu đoàn phó mà còn chảy chật lúc được lúc không. Anh bướng, hay cái lại chỉ huy, nhưng dù có làm tá làm tướng gì trong quân đội cũng không lôi kéo được anh. Làm cái anh nông dân, sớm chiều ở đồng, tối ngày bên vợ có sức hấp dẫn anh hơn nhiều anh chẳng còn mong ước gì hơn chóng hoàn thành nhiệm vụ để về với Hân, về với Hân, vợ chồng sẽ cặm cụi làm ăn. Giàu hay nghèo là do hai bàn tay con người. Hân cần cù, chịu khó, biết chất chiêu. Anh là người khỏe mạnh, ham lao động, không lý gì cuộc sống lại quá khổ, quá nghèo khó như hiện tại. Một ngôi nhà ngói, giếng nước, vườn rau, chăn rắt thêm con bò, đàn lợn, đàn gà là niềm mơ ước của anh, của Hân. Rồi anh và Hân sẽ có con, díu dít con cái vợ chồng bên nhau, còn gì hơn thế suốt dọc đường hành quân anh chỉ nhớ vợ chỉ ước ao được gặp vợ từ lúc chính trị viên đoàn nghi anh ốm tư tưởng đầu anh mới nảy ra ý định chấm dứt cuộc đời quân ngũ có lẽ đây là lần đầu anh ý thức được rằng mình đang làm một việc không phải với đồng đội hân chưa ngủ có một ngọn đèn dầu leo lét trong ngôi nhà tranh lục sục dựng tạm chuyện anh ở riêng là do sự hiểu nhầm của bố sự phong kiến của bố theo bố gái đã có chồng thì không được tụ tập chỗ đồng người, phải xa lánh đàn ông. Bố Nghi Hân và Nhiêu Trường có tình ý với nhau, vớ vẩn là thế, nhất định là bố nghĩ sai về Hân thôi. Hân bị oan, ở riêng, Hân đỡ khổ, đỡ tuổi. Nhưng ở riêng mà chồng quanh năm ngày tháng xa nhà cũng tội cho Hân lắm. Lùi thủi một mình, không hiểu Hân sẽ sống sao đây. Ngọn đèn dầu leo lét kia ơi, Hân đang buồn não nề, ngồi viết thư cho anh Trăng. Hình như có tiếng người bên trong. Ai vậy? Ai đang nói chuyện với Hân? Bỗng dưng, anh trố nên rón rén, tò mò, hồi hộp. Ý định quảng cá y ba lô đánh bịch xuống đất, ôm chầm lấy Hân, bế Hân lên giường, biến đâu mất. Anh nghe tim đập thình thịch, anh đưa tay lên ngực như muốn che chắn bớt tiếng đập đó. Anh đang ở gần sát ngôi nhà. Lúc đó, trong căn nhà của Hân Quả là đang có một người đàn ông. Không chỉ đêm nay mà nhiều đêm khác nữa, như trường vẫn thường tới đây. Cũng có lúc hai ba người bạn cùng đi, đến chơi bài, chuyện gấu, nhưng cũng có khi chỉ mình Nhiêu Trường. Từ ngày hơn ra ở riêng, lại ở cuối làng heo hút, Nhiêu Trường cảm thấy những điều mình khao khát đang có cơ với được. Anh không còn phải canh cánh lo sợ ông ngoán theo dõi. Anh cũng không còn canh cánh lo sợ bà vợ của anh xịu mặt, bĩu môi. Cưới vợ được một năm nhưng Nhiêu Trường thấy vợ chưa có biểu hiện gì của việc chừa đẻ. Anh cũng không hào hứng lắm trong việc làm tình với vợ, vợ anh hơn anh 2 tuổi, béo quay béo quát anh thầm ghét cái dáng đi của vợ, đàn bà gì bàn chân to như cái lưới cuốc, chưa thấy người đã nghe tiếng bước chân lạch bạch, thôi thì cái đó còn khả dĩ chứ cái mùi hôi nách của mụ ta nhiều trường phải chịu đựng như một cực hình. Trong khi đó, hân cứ phây phây, thon thả, thơm sực, dễ nhìn. Từ ngày lấy chồng đến nay, cô căng quyến rũ biết bao nhiêu. Thật hoài của khi một người như thế lại chẳng ai đùa bỡn vuốt ve, ôm ấp đêm hôm. Nhiều trường để ý hân từ ngày mới về nhà chồng. Những ngày ấy, cô vui hơn hớn, nhưng về sau, cô cứ hiểu xìu, lặng lẽ như một cái bóng của nhà ông ngoán. Như trường biết hân yêu chồng và căng yêu, cô căng giàu dĩ, cô quạnh. Thường những người như vậy rất dễ siêu lòng khi có thằng đàn ông từng trải, biết tâm lý họ, biết chiêu chuộng, biết khêu gợi. Sự trong trắng thủy chung nào có ý nghĩa gì đối với sự thèm khát cuông dại của người đàn bà xa chồng. Họ cũng tỏ ra giữ gìn vì sợ dư luận, chọn nơi làm tình thật kín đáo, vô căn thì chẳng ai từ chối ý hồi hân còn ở chung có nhiều điều bất lợi ông ngoán luôn dòm ngó vợ anh luôn dấm rằng khó chịu bởi thế anh phải nín nhịn phải giữ một khoảng cách với hân thực lòng cái nhà ông ngoán làm to chuyện lên cũng có lý nếu không vì vậy có lẽ anh đã làm tình với hân lâu rồi nhưng thôi như thế lại hóa hay cũng kỳ cục cho cái nhà ông ngoán từ hồi hân ra ở riêng cấm có lai like vãng hân không còn phải chịu sự kiểm soát của ai phần anh cũng không sợ bà vợ giò ngó anh là cán bộ bận họp hành là chuyện bình thường kể cả khi mụ béo có nhìn thấy anh vào nhà hân thì đã sao nào anh là kế toán hợp tác xã hân là đội trưởng đội kỹ thuật trông lúa thí điểm hai người phải gần gũi nhau để bàn soạn công việc không gặp gõ trao đổi với nhau thòng xuyên mới là chuyện khó hiểu đáng ngờ ngôi nhà tranh tạm bợ của hân cũng là cái cớ để như trường đến đây thường xuyên khi anh giúp hân ken lại máy tranh cho đỡ rột khi anh buộc lại cửa giả cho hân, phòng trộm cắp. Cả những bước phên vách, đám trẻ con chăn trâu chăn bò cứ chui thủng để thỏa mãn tò mò cũng đã được anh bịt kín mít. Và đêm nay, anh thấy mọi sự đã chín mùi, điều anh chờ đợi đã đến rồi. Phía quê làng, nhà này với nhà kia cách nhau xa lắc. Hơn nữa, đã quá nửa đêm, mọi người đều đang ngập chìm trong giấc ngủ say. Anh tắt đèn đi nhé, như trường nói, mắt nhìn hân đã có phần mê muội đờ đẫn. Ô hai! sao lại tắt, anh nói chi lạ, khuya rồi, định không cho anh ngủ lại đây à, anh nói đùa hay nói thật đấy, hân mở to cặp mắt ngơ ngác nhìn như trường, đôi mắt lấp lánh ngây thơ, quyến rũ đến lạ lùng. Hân không đoán được ý định của mình hay chỉ giả bộ ngô nghê vậy, mà giả bộ ngô nghê cũng là phải thôi, thứ đàn bà chủ động sát vào đàn ông đâu phải là thứ đàn bà đáng để cho anh mất thời gian, mất công mất sức. Sao lại không thật, lẽ ra em phải hiểu lâu rồi chớ, anh thương em anh sẵn sàng bỏ mụ vợ béo của anh để lấy em. Như trường quàng tay ôm lấy Hân, vật ngửa Hân ra giường. Ôi làng nước ơi, cứu tôi với, anh này điên, điên thật rồi. Hân hất nhiều trường ra khỏi giường, vùng đứng dậy chạy ra mở cửa, anh ra khỏi nhà ngay. Ra ngay không tôi gọi hàng xóm đến bây giờ. Ở một góc giường, như trường lóp ngóp ngồi dậy. Em đuổi anh thật đấy à? Thật với giả gì, tôi không ngờ anh lại đổ đốn thế. Có vợ rồi còn dở trò ma cô ra ngay đừng để tôi phải hô hoán lên hô hoán à chả ăn thua gì đâu giờ này chỉ có ma cô thôi nhiêu trường nhảy chồm tới như một con thú dữ vồ lấy hân hân vừa xảy ra vừa xô đẩy cật lực nhiêu trường ra ngoài ôi làng nước ơi cứu cứu tôi với ai cứu tôi với có đây rồi ngoán đứng ngay ngoài cánh cửa anh đã nhìn thấy tất cả đã nghe thấy tất cả anh kéo cửa liếc nhảy vào túm lấy người nhiêu trường bằng một sức mạnh dồn nén một ngạt, anh quật nhiêu. Trường xuống nền đất, một tiếng, ụt, và một tiếng, hự, vang lên trong đêm tĩnh mịch. Hân im như hến, đứng chờ như trời trông. Sự xuất hiện lạ lùng của chồng khiến cô bàng hoàng. Cô không hiểu mình đang thức hay đang mơ. Ngoán đã ôm trầm lấy hân, vuốt tóc cô, vuốt lưng cô, hôn lên má cô trùn chụt. Yên tâm đi, anh đây mà. Anh về với em đây. Như trường cũng đã nhận ra những gì mình đang phải chịu trận. Trời ơi, sao lại có sự ngẫu nhiên chết người vậy chớ? Bây giờ làm thế nào đây? Mặt như trường sám quét, giang đánh vào nhau lập cập, anh chưa biết nên nằm yên, hay vùng chạy thì ngoán đã túm lấy anh lôi dậy. Quỳ xuống, bò lại chỗ cô ấy mà lại đi. Anh, anh tha cho tôi, tha tha. Bò, ngoán nói như quát mày là con dẹp, hiểu chưa? Một con dẹp, như trường vừa bò vừa chắp tay vái lia lịa trước mặt hân. Nhưng hân đã không còn nhìn thấy gì chân tay cô bùn rủn, mắt hân lúc mờ mịt, lúc phá ra hàng trăm con đom đóm. Cô đang từ từ ngã xuống, rất nhanh, ngoán giang tay đỡ kịp, cô ngã vào lòng ngoán ngất xỉu. Bây giờ, đến lượt ngoán bối rối, người hân mềm hoạt, lạnh ngắt, anh cuống quỳ đặt vợ lên giường, anh lật đồ đạc, túi áo, tìm dầu cao xoa bóp cho hân. Phải, đó là cơ hội để như trường thoát thân, khi hai tay của ngoán không thể bỏ hân ra, y lóp ngóp bò dậy lẻn vào bóng đêm từ đó cho đến khi Hân tỉnh dậy, không rõ thời gian là bao nhiêu. Khi Hân mở mắt, ngoán mới kịp nghĩ đến nhiêu trường. Anh chạy ra vườn, trời tối đen và yên tĩnh lạ lùng. Hắn chạy đi đâu, anh quay vào nói với Hân, em chờ chút, anh phải vào nhà hắn ngay. Thôi anh, đời nào hắn về nhà, không thế cũng phải gặp vợ hắn nói cho cô ấy biết. Thôi mà anh, hay hớm gì, trời xui quỷ khiến thế nào anh lại về, may ơi là may, mừng ơi là mừng từ ngày ở riêng, một trang mới trong đời Hân đã mở ra. Không còn phụ thuộc vào nhà chồng, Hân có nhiều thời gian tham gia các công tác xã hội. Xuất thân từ một gia đình có lý lịch sáng bong, chồng lại đang ở quân ngũ, chi bộ đảng làng vọng đang chú ý tới cô. Cô được đi học lớp đối tượng đảng, thoát thấy chồng yên lặng, Hân giật thót, cô ngờ ngờ đã có chuyện gì không hay xảy ra. Cô ngồi dậy, khêu to ngọn đèn, cô nhìn chiếc mũ cứng của ngoán úp trên trung thóc, thôi chết, chiếc mũ không có sao. Răng vậy anh, anh về hẳn, về hẳn, hân nhắc lại như bị điện giật, người cô run bần bật trong cánh tay nóng ấm của chồng. Bình tĩnh nào, đơn vị cho anh phục viên mà. Không đúng, lúc ni không cấp trên mô lại cho bộ đội về phục viên cả. Không thể nói dối được nữa, quán bèn kể cho vợ nghe tất cả. Hân ôm lấy anh, nước mắt trào ra, chưa bao giờ hân thương chồng như vậy. Cô biết anh thiếu thốn đủ bề, những lần về vội vã và hiếm hoi của anh, sự ngấu nghiến của anh, sự ra đi đầy bình dịn của anh đã nói với cô điều đó. Ôi, giá như Hân có thể đi theo anh để lúc nào cũng được cạnh anh. Bao nhiêu nhớ thương, khổ sở mà cô phải chịu đựng khi xa ngoán giờ biến đâu sạch. Phải đi thôi anh nhà, không thể về như di được, mọi người sẽ coi khinh, mình không thể nào sống được, hổ thẹn lắm, nhục nhã lắm, biết bao người cùng đi với anh có ai đào ngũ, sau anh, bao lớp thanh niên khác cũng thế. Anh không về để rồi những thằng đều cám như nhiêu trường phá nát cuộc đời em hay sao? Anh không thể lấy lý do đó được. Làng vọng mấy ai như hắn. Và hắn cũng không thể làm gì được em. Anh biết rồi đó, em sợ vì anh mà ảnh hưởng đến sự phấn đấu của em phải không? Không chỉ em, còn bố mẹ, anh em nội ngoại, còn con cái chúng ta mai sau. Tất cả sẽ mang một vết nhơ. Chứ một mình, em sẵn sàng mất tất để được gần anh. Nhưng dư luận xã hội sẽ chẳng để anh yên ổn chỉ có thể chui xuống đất hoặc chạy biến khỏi làng vọng. Đêm đến là tai quái, oán mới vừa gặp vợ chốc lát mà ánh ngày đâu đó đã tràn vào căn nhà. Hân vừa muốn giữ chồng vừa hốt hải muốn tiến chồng đi. Thế nào anh, có còn kịp trở lại đơn vị không? Yên chí mà, anh sẽ đi, nếu em muốn. Chiều tối nay vẫn chưa muộn, một niềm vui rạng rỡ trên mặt Hân, nhưng ngay sau đó, nỗi lo âu lại tràn ngập lòng cô. Thế nhớ có ai nhìn thấy anh về, có sao không? em phải nói thế nào, em đến buồn cười, chả lẽ anh không được về thăm em, không được về nhà mình, nhưng, có ai khảo mà xưng, em cứ bảo anh ghé nhà một hôm rồi đi, đã sao? Hân chợt nhận ra sự ngây ngô của mình, cô xà vào lòng chồng, ngoan ngoãn, anh có vào với thầy mẹ chút không? Hân hỏi sau khi đã tạm yên lòng về việc trở lại đơn vị của chồng. Có thời gian đâu mà vào, mới lại anh không muốn gặp bố việc như trường định dở trò mèo với em tối qua đã rõ là những nghi kỵ của bố trước đây đều đúng cả thì em đâu có ngờ bố mà biết chuyện thì không biết sẽ như thế nào biết hay không là do chúng ta thôi có lẽ một lúc nào đó cũng nên nói và xỉn lỗi bố xin anh vừa rồi bố lại nổi lôi đình lên đánh mẹ đánh em tấn đấy chuyện ấy có gì lạ nhưng vì sao vậy em cũng không biết nữa em tấn vẫn còn đi học đấy chứ vẫn nhưng vừa rồi suýt đi bộ đội hè nó về sinh hoạt với chi đoàn thanh niên thôn, không hiểu sao làm đơn tình nguyện xin đi thanh niên sung phong, trượt, xoay sang đi khám nghĩa vụ quân sự. thằng này điên rồi, nó có điên không hở, có điên khối ra đấy. em can, chú ấy bảo đi bộ đội có gì mà phải can. mọi người có một con đường, một ý thích, chắc không đủ gạo đủ tiền theo học, có khi cũng vì chuyện bố chửi đánh nữa, nhưng không muốn nói ra. hừ, cho dù thế nữa, hắn cũng phải tìm công việc khác gương của anh đây không chịu rút kinh nghiệm vậy sao lại thay đổi nghe bảo trên huyện thấy nhà mình đã có hai người đi rồi nên tạm hoãn em mượn cho anh cái xe đạp trước khi về đơn vị phải gặp bảo nó thôi ngay cái trò mơ mộng háo huyền anh còn không chịu nổi nữa là nó vào bộ đội giam bữa nửa tháng là biết ngay thôi mà anh đi cứ đi chứ khuyên chú ấy khó lắm chú ấy đã nghĩ gì quyết gì thì không ngăn nổi đâu đến bố còn chịu nữa là em cứ mượn cho anh cái xe đạp, bằng mọi cách phải ngăn nó lại. Trời ơi, khi anh đi là để nó được yên ở nhà học hành. Thiếu thôn thì vay mượn, bố chửi mắng thì dáng chịu ai đời đi suy tính một cách nông nổi như thế. May mà nó chưa đi chứ không anh ân hận cả đời. Được rồi, em sẽ mượn xe cho anh, chỉ sợ anh em chưa gặp đá cãi nhau. Chuyện em lo nhất là bố, anh ghé về mà không vào thăm bố, liệu bố có để yên không? Rồi nhiêu trường nữa, làm sao giấu được bố trước đây mới chỉ đoán giả đoán non bố đã chẳng tha việc nhiều trường sẽ làm bố khùng lên tất nhiên là vậy thì em đâu có ngờ thế nên em mới lo bố mà biết chuyện không khéo là tan nát hết đằng nào rồi chẳng đến tai bố nói vậy hân đã tính toán rất kỹ những gì xảy ra đêm nay không thể đến với người thứ ba nếu ngoán không nói ra hân cũng nắm rất rõ những gì đang xáo động trong bụng chồng tỏ ra hung hăng là vậy nhưng anh sợ bố anh cay đắng, tức tối với nhiều trường nhưng sẽ chẳng dám hé vì ngại bố biết. Bằng cách gợi ra như vậy, Hân sẽ ngăn chặn chuyến đi của anh lên trường học của Tấn. Đã gặp Tấn còn mong gì giữ được kín chuyện, một tiếng thở dài đến não nùng, những lời nói của Hân quả là những cú đấm vào lương tâm anh. Sao đời anh lại lâm vào cảnh khó khăn đến thế? Đột ngột, anh vùng dậy, soi vào mắt vợ như để moi ra câu trả lời cho những gì vướng víu trong lòng. Tại sao em biết chuyện sẽ đến tai bố? hân ngồi dây nhẹ nhàng vuốt tóc vuốt lưng chồng cô lựa chiều dìu ngoãn nằm xuống anh bình tĩnh nào ấy là em cứ để phòng cho kín kẽ ở đây tai vách mạch rừng biết đâu sự ồn á khi nãy lại chẳng có kẻ tò mò nghe được ngoán đã nằm lại như cũ thực lòng anh không có ý vào xin lỗi bố về chuyện nhiêu trường trước đây khi có dị nghị anh một mực không tin lần này vô tình bắt gặp chuyện không hay của nhiêu trường với vợ anh ân hận với bố vô cùng Cuộc đời có những sự ngẫu nhiên lạ lùng là vậy, vì lẽ đó mà anh thêm quỳ trọng vợ biết nhường nào. Vợ anh gió là một người trung thủy, trọng danh dự, quyết liệt với những vi phạm đạo đức. Những ngày đằng đắng xa nhà, anh thấu hiểu sự thương nhớ, nồi khát thèm ái ân của vợ, ở hoàn cảnh như anh, như vợ anh mà có kẻ đến lợi dụng trèo kéo cũng dễ siêu lòng. Hân của anh đã không mảy may nhượng bộ, anh không quý, không yêu hân sao được, nhưng quỷ quái thay là tâm lý con người, trọng đấy, yêu đấy, Quý đấy mà vẫn có cái gì muốn nhấn nhá vào chút nỗi đau của vợ. Cô cứ thế bồi mãi, cô cứ cãi bài bài về sự trong sáng giữa Nhiêu Trường và cô. Bây giờ thì bày bày ra đấy, còn cãi nữa không? Thì cô trung thủy chứ sao, cô giữ rằng với Nhiêu Trường chứ sao? Những hành động, lời nói của Nhiêu Trường cô có còn giái bày là tốt đẹp nữa không? Ừ thì tôi có thể bỏ qua cho cô, nhưng còn bố. Cô biết rõ bố là người thế nào, vậy mà chả có lần cô cho bố là phong kiến. Là cổ lỗ sĩ đó sao, nghĩ thế, ngoãn cũng lấy bố làm đòn hù dọa hân, chứ dại gì dơ lưng chịu đòn. Thấy chồng im thích hân phần nào đã đoán được những suy nghĩ đang nung nấu trong đầu chồng. Bằng lời nói việc làm của mình, tối nay, cô đã gội rửa được những gì còn vườn víu trong đầu ngoãn. Có lẽ chẳng lời nói nào, việc làm nào giải tỏa cho ngoãn tốt hơn những gì đã xảy ra tối nay. Điều quá may mắn cho nhiều trường là hân đã không chịu nổi cú sốc, chứ không y nhất định không gãy tay cũng què cẳng với ngoãn tâm trạng hơn lúc bấy giờ thật quái oăm khi nhiêu trường dở cho thô bảo cô hết sức ngạc nhiên cam uất cô không chỉ đuổi nhiêu trường mà sẵn sàng liều chết nếu y cưỡng bức cô nhưng sự hiện ra quá ư đột ngột của chồng lại đảo lộn ý định của cô cô lo cho nhiêu trường cô lo cho chính mình ngay lúc đó cô chưa hiểu vì sao lại thế nhưng bây giờ thì cô hiểu lẽ nào chỉ có nhiêu trường là người có lỗi thoạt đầu nhiêu trường tìm đến cô hay cô tìm đến nhiêu trường cô cũng không biết nữa cô chỉ biết rằng sau khi lấy chồng gần gũi với chồng được vài ngày niềm vui của cô đà lặng tắt rất sớm cô cảm thấy buồn bã cô đơn và không để mình bị héo mòn cô cần phải làm một việc gì đó cô trở lại với hội bạn bè độc thân ở làng vọng trong nhóm bạn bè của cô có nhiều trường tại sao y lại nhập hội khi đã có vợ hơn một năm nay cô đã không phải đặt câu hỏi như thế chơi vui gần gũi với nhiều trường đâu phải chỉ một mình cô nhưng càng ngày cô căng nhận ra với cô cách cư xử của nhiêu trường có gì không giống với mọi người anh nói năng nhỏ nhẹ hơn chú ý đến cô nhiều hơn mắt nhiêu trường có lúc như ngây dại có lúc rực lên rất ma quái nhiêu trường không từ chối một việc gì khi cô nhờ anh chủ động giúp cô học thêm văn hóa khoa học kỹ thuật hiện nay cô có thể giữ chân kế toán hợp tác xà một cách tự tin cô có thể nói về đất về phân bón về giống kỹ thuật gieo trông theo khoa học rất trôi chảy Cô được phụ trách cánh đồng lúa cao sản là do kiến thức nhiêu trường đã truyền dạy cho cô. Cô trở nên tươi vui, hoạt bát, yêu đời và có vị trí nhất định ở làng vọng. Ở làng vọng có biết bao người như cô, có hoàn cảnh như cô, sao nhiêu trường chỉ chú ý một mình cô? Cô biết lắm. Nhiêu trường cảm tình với cô hơn người khác, quý cô, mến cô hơn người khác. Còn ra nhiêu trường cố yêu cô không? Có lợi dụng có hay không? Nhiều khi cô nghĩ đến nhưng vội vàng xua đi có một cái gì dần dần khiến cô không dám nghi đến đầu đến cuối. Anh ấy đã có vợ, mình đã có chồng, trong cuộc sống, mến mộ nhau là lẽ tự nhiên, có gì mà phải băn khoăn. Tuyệt nhiên, không bao giờ cô có ý định lợi dụng như trường. Cô cố gắng tránh xa những hoàn cảnh dễ bộc lộ những tỳ ri cảm riêng tư dẫn đến những hành động vi phạm nhân cách đạo đức. Là vậy, cô không cho phép mình có những lời nói, việc làm mất lòng người mình chịu ơn huệ, ấy vậy rồi cái gì đến, đã đến sự sàm sỡ liều lĩnh của nhiêu trường tối nay vừa bất ngờ vừa không bất ngờ nhưng nó đã đến bờ vực của giới hạn cuối cùng cô đã xử sự, sự đúng theo lương tâm và lý trí mách bảo cô làm vậy có quá đáng hay không cô không phải tự vấn lương tâm cô không bao giờ nghĩ tới việc chồng cô lại về vào đúng lúc ấy không ngờ chính anh lại là người chứng giám sự chung thủy của cô điều cô muốn đứng tim là chồng cô sẽ trừng trị nhiêu trường thế nào khi ngoãn túm lấy nhiêu trường quật xuống lập tức cô nghĩ ngay đến việc phải cứu nhiêu trường nhưng vì không biết cứu bằng cách nào cô trở nên hoảng loạn việc cô ngất xỉu đã ngăn được sự ầm ĩ trong đêm nếu không rạng sáng sẽ có vô số những lời chê trách ầm ĩ làng xá rồi những lời đàm tiếu sau đó sẽ bám suốt cuộc đời một con người nhưng mọi chuyện mới chỉ là tạm thời cái gì sẽ còn xảy ra khó mà lường hết được trong đầu óc nửa quê nửa tỉnh của hân cái sự nhiêu trường có cảm tình với cô giúp đỡ cô thậm chí yêu cô đi nữa, thì cũng chẳng có gì phải bù lu bù loa, hành tội anh ta. Nhưng dù có yêu đến đâu cũng chỉ là thầm yêu trộm nhớ, chứ ai lại điên cuồng rồ dại như vậy. Xét cho hết nhẽ, Hân thấy không nên để chuyện xảy ra liên lụy đến uy tín, công tác của Nhiêu Trường. Tất nhiên, từ nay cô cũng cạch mặt anh ta, đấy là tất cả những gì cô muốn, cũng là điều cô cầu mong Ngoãn chấp nhận, Hân biết chuyện Nhiêu Trường sẽ thêm cái cớ để Ngoãn dùng rằng ở lại. Một thanh niên đào ngũ là không thể nào tha thứ, nó hèn kém xấu xa hơn bất cứ. Việc gì xảy ra ở làng vọng, cô cũng nhận thấy mình có lời với bố và cũng muốn chồng ghé trường thăm tấn, nhưng cô sợ những chuyện đó ảnh hưởng đến việc lên đường của Ngoãn. Cuối cùng, Hân Đá thọ thẻ nói cho Ngoãn thấu rõ ngọn ngành. Tóm lại, em không muốn anh ở nhà phải không? Sao anh hỏi lạ lùng thế? Em muốn hay không có liên quan gì đến chuyện đi, chuyện ở của anh. Vợ mà không muốn gần chồng ngày đêm có chồng bên cạnh thì là thứ gì chứ đâu phải là người nhưng muốn cũng không được mà anh ngó xem biết bao nhiêu nam nữ thanh niên ở làng vọng có ai trốn nghĩa vụ quân sự chẳng nói gì chuyện ấy chỉ riêng ai đó ở làng vọng bỏ nhiệm vụ về với vợ một ngày cũng đủ để nhục để xấu thẹn một đời thật ra anh không có ý định này đâu nhưng thấy hoàn cảnh của em anh ái ngại quá em biết em hiểu nhưng làm sao bám hết mọi người để kể cho họ nghe mà có nghe làm sao họ thông cảm cho anh. Thôi thì bom đạn cũng không thể kéo dài mãi. Mọi người chịu được, anh cố mà chịu. Không cần động viên anh. Cái chính là em thôi. Em bằng lòng sống côi cút như thế. Em bằng lòng để cho những thằng cha như Nhiêu trường đến ước hiếp như thế phải không? Thì em cũng khổ sở lắm chớ. Đêm hôm trằn trọc biết bao lần, nước mắt tràn chụa vì thương nhớ anh. Nhưng cắn răng mà chịu chứ biết làm sao. Với lại, phải ngó trước ngó sau. Các mẹ, các chị, rồi bạn bè cùng lứa họ chịu đựng được cả. Mình làm khác đi, mình đâu còn là người. Tổ cha, tổ mẹ cái thằng Mỹ, nó làm bao nhiêu gia đình xa cách, chia lìa. Nghe như trong lời nói của vợ có sự ngùi tuổi, quán thấy lòng mình cũng xui sủi một cảm thương khiến hai mắt cay xè. Anh không ngờ mới chừng ấy năm ra đi, vợ anh ở nhà đã có những suy nghĩ sâu sắc đến vậy. Mới ngày nào chia tay, anh còn phải động viên để hơn hiểu và thông cảm cho anh. Vậy mà giờ đây, chính cô đang làm việc đó với anh. Anh thấy vừa phục vợ, vừa xấu hổ cho mình, giọng anh xe nhỏ, nhưng còn như trường, chả lẽ chuyện vừa rồi cũng đổ giáo cho thằng địch. Thứ người đó anh chấp làm gì, sao lại không chấp, anh thì đi đánh nhau, một sống một chết với thằng địch. Còn ở hậu phương lại có thằng chim chuột vợ anh, làm sao yên tâm mà đi được đây, sẽ có lúc nói chuyện đó với hắn, nhưng em không muốn vì hắn mà ảnh hưởng đến thanh danh của anh, của em theo em thì anh nên đi và không nói gì với làng xá với gia đình nhiêu trường đúng như thế việc đó em sẽ lo anh cứ yên tâm lên đường hoàn thành nhiệm vụ rồi hắn hay họ còn nói với nhau đại loại những lời như thế không biết bao lâu chỉ biết rằng sau đó ngoãn nói với hân đầy hoảng hốt trời sắp sáng mất rồi phải đi ngay thôi chỉ chốc nữa là ngoài đường đầy người gạch nối chấm vâng sắp đến lúc xá viên ra đồng đi cày đi bừa em có ra đồng không ra đồng là thế nào em đưa anh đi ra đồng không hôm nay thì ngày mai hân mượn xe đạp thương chồng vất vả đi bộ suốt một chặng đường dài tối qua lại phải đi ngay cô dành phần đạp xe để chồng ngồi phía sau hối hả họ ra khỏi làng khi còn nhá nhem mặt người may họ không gặp ai tới rừng thông ngoãn bảo hân dừng xe lại thôi chết anh đói phải không bây giờ hân mới nhận ra từ lúc chồng về đến giờ chưa cơm nước gì cô ân hận và bối rối đoạn đường đang đi không có hàng quán biết mua bán gì đây và cô trách chồng lẽ ra qua thị xã phải nhắc cái đầu óc vô tâm vô tính của cô còn thiết gì ăn uống mà đói hả em nhưng anh hân mở to mắt đăm đắm nhìn vào mắt chồng mắt anh rực lên và có cái gì hơi đờ đẫn cô đã đọc được sự khao khát ở chồng thật là khốn khổ đến cái việc ôm ấp với nhau mà vợ chồng cũng không có thời gian trời tính sao đây chỗ đơn vị anh đóng còn xa không nào biết, mà em hỏi làm gì? Bây giờ là 10 giờ. Chiều anh tới có được không? Chiều tối, gì cũng được. Chuẩn bị ra trận, không ai nỡ khắt khe quá với giờ giấc. Hay là vợ chồng mình về thị xã, vào chỗ bố mẹ. Em không sợ lộ chuyện anh bỏ ngũ về sao? Thì đành vậy thôi, một cơn thèm khát ái ân cũng rực lên trên khuôn mặt của Hân. Không được đâu, oán quàng tay ôm lấy vợ kéo giết vào lòng mình đã cố giữ để được êm chuyện lại, lại ông tôi ở bụi này, sao được. Anh đưa mắt nhìn vào rừng thông chập trùng, anh đập khẽ vào vai Hân rồi chỉ lên đó. Hân cười, má đỏ dựng, được không anh, trên ấy có người không, ngượng chết, có hay không kệ xác, mắc gì ngượng, mình là vợ chồng, Hân gửi lại xe đạp ở cái quán nước bên đường. Hai người bươn lên rừng thông, ngoán đi trước, Hân tất tả theo sau, nhìn xa, rừng thông có vẻ dày đặc cây lá nhưng đi vào sâu lại vẫn thấy chỗ nào cũng thưa thoáng làm tình ở đây thì thật trống trải nhưng nghĩ cho cùng nếu ai bắt được anh và hân thì có sao ngoán đã thấy trong người rộn rực khôn tả nên dừng lại ở một gốc cây to ở đây được đấy em ạ à. không được đâu anh trông hoang trống huếch chẳng tìm được chỗ kín đáo hơn nhanh lên muộn lắm rồi không thể từ chối hân đang loay hoay mở áo sống lại vội vã kéo kín trở lại chết thôi anh ơi có người, hình như ông ta nấp rình mình kìa, theo tay hân chỉ, ngoãn thấy có một ông già tuổi chừng 60. Ông ta đội nón lá và hình như tay lăm lăm một chiếc gậy. Ngoán cảm thấy chột giả, dạ, cảm hứng ái ân bỏng bay biến đâu mất. Không phải ông ta theo dõi mình với Hân có làm gì với nhau hay không, mà chắc là nghĩ mình với Hân đang làm việc ám muội gì đó. Làm biệt kích cho địch chẳng hạn, đã thế thì không thể làm gì được, thôi thì thú thật với ông ta cho rồi. Ngoán lắc đầu ái ngại nói với vợ. Hân gật đầu đồng tình. Trong đời những tính toán của đàn bà thường tỉnh táo, ma mãnh hơn đàn ông. Đã nghi là gián điệp biệt kích đằng nào ông ta cũng đòi kiếm tra giấy tờ. Anh không có giấy tờ gì không khéo lôi thôi to, chi bằng đánh tan sự nghi ngờ ấy, và để cho ông ta nhận ra đôi nam nữ dẫn nhau lên đây chỉ để làm tình. Họ không là vợ chồng cũng là hai người yêu nhau, anh ôm lấy em đi, hân dục chồng. Trong khi ngoãn lúng túng không biết làm thế nào thì bằng một cử chỉ dứt khoát, Cô mở sống áo, quàng tay ôm chặt lấy chồng. Chị nói thầm, "Yêu em đi, đừng để ý đến ông ta, coi như không có ông ta. Nhớ ông ta đến, chính ông ấy sẽ xấu hổ chứ không phải mình. Sẽ nói hẳn với ông ta mình là vợ chồng." Quả nhiên, thấy hai người hối hả làm cái việc khó coi cạnh gốc cây thông, ông già lòm khòm nọ đứng dậy lánh khỏi bụi rậm đi xuống chân đồi. Có vẻ không nhìn nhưng Ngoãn và Hân đều cảm nhận được điều đó. Bóng chiều êm ái đang tràn xuống rừng thông che chở cho họ. Gió nhẹ, tiếng vi vút của thông như một làn dân ca dịu nhẹ kích thích sự hưng phấn. Nhưng họ đã không kịp hưởng sự hưng phấn đó. Tiếng còi báo động đâu đó bỗng giật cục, hú hét như chính họ là người gây ra tai họa. Họ hốt hoảng buông nhau ra, vội vã chỉnh đốn quần áo. Sau đó là tiếng ào ào đến kinh thiên động địa của máy bay. Tiếng rú rít và những chớp lửa, tiếng nổ lộng óc và sự rung chuyển của đất đá cây cối ở rừng thông. Vốn là người từng trải, Quán hiểu rằng máy bay đang nhằm vào mục tiêu trên đường giao thông và những hầm trú ẩn của ta dưới chân rừng. Anh nói với Hân, kiểu ni nó đánh phá không lâu đâu. Em đi ra mạn sườn bên kia, đợi nó yên yên hắng về, cẩn thận đấy. Nhớ ghé quán nước lấy xe đạp. Còn anh, khỏi lo, anh quen rồi. Anh men lối này về chỗ đơn vị đóng quân. Họ chia tay trong tiếng gào rú của bom đạn. chương 8, trở lại đơn vị chiến đấu, trên bố trí ngoãn về tiểu đoàn cũ. Mẹ ơi, mới một năm kể từ ngày xa tiểu đoàn 9, nay trở lại hầu như không còn người nào quen cũ, mới biết chiến tranh là cái máy nghiền. Người thật khổng lồ, mình còn sống đến giờ cũng là may. Không biết cái lão Lê có ghét bỏ mình không, nhưng việc lão đẩy mình về sau lại hóa hay. Không thế khéo mình cũng đã thành người thiên cổ. Sáng, chính trị viên tiểu đoàn, người có nhiều kỷ niệm với ngoán cũng không còn. Chiến tranh, bom đạn không từ ai, nhưng cán bộ chính trị quả có đỡ hy sinh hơn cán bộ quân sự, vậy mà chính trị viên mới vừa thay sáng nói với Ngoãn, dưới các đại đội, tân binh vừa vào có rất nhiều đồng hương của anh. Khỏi phải nói, quê anh thì đợt nào cũng đầy cả thôi. Nghĩ thế nhưng Ngoãn lại muốn xuống dưới đại đội ngay, biết đâu trong số đó có người cùng huyện, cùng xã. Với được anh nào cùng làng mà hỏi chuyện gia đình thì sướng chi bằng. Lần về nhà vừa rồi đối với anh rất tồi tệ, không dám gặp bố mẹ đã đành đến thằng em cũng không muốn. Và bây giờ thì mù tịt, không biết sức khỏe bố mẹ thế nào, thằng út học hành ra sao. Người đồng hương đầu tiên ngoãn gặp, chào ôi lại chính là Tấn, thằng em trai út của anh, ôm lấy nó rồi mà anh vẫn ngỡ như không thật. Hình như anh mơ, hình như có sự trùng lập gì đó ở đời chứ làm sao thằng Tấn lại đi bộ đội, lại ở đây, lại chung một tiểu đoàn với anh. Hồi ngoãn nhập ngũ, hai đứa em đang học phổ thông. Anh biết, anh đi rồi, sự học hành của chúng chẳng đến đâu. Tới khi nhận được thư nhà nói tấn đã vào đại học, anh mới ngã ngửa ra. Sự đời đúng là không ai có thể lường trước, anh mừng lắm, giàu con út, khó con út, vậy là nó thoát khỏi con đường của hai anh. Đời nó rồi sẽ đỡ khổ, bố mẹ cũng được hưởng lộc, cái sự tấn được vào đại học làm anh hết sức bất ngờ, nhưng dù sao cũng còn là điều hiểu được. Còn bây giờ, nó lại hiện nguyên hình nguyên dạng là một người lính trong tiểu đoàn của anh, thì đến làm anh vỡ tim mất thôi trước đây nghĩ về nó mừng biết bao nhiêu giờ giận nó bấy nhiêu vì lẽ gì mà tấn đi bộ đội vì lẽ gì đang học đại học tấn lại bỏ đi sao em lại ở đây hở em tình nguyện mà anh cơn hỏa đùng đùng bốc trong người ngoãn cứ như ngày xưa tấn nhất định bị mấy cái bợp tai rồi nhưng bây giờ anh đã đi ra ăn cơm quân đội học hỏi được thiên hạ nhiều điều nhẫn một chút gió lặng sóng êm lùi một bước biển rộng trời cao đấy là điều anh học được từ khi bước vào làm lính với lại ở chỗ nào chứ ở đây anh đánh nó là thủ trưởng đánh chiến sĩ kiểm điểm bằng ốm chớ chẳng đùa mẹ thế nào bình thường bố mất rồi ơ ờ, cái thằng này mày vừa nói gì thế hả sao lại mất lần rồi tao về đã có chuyện gì đâu ô hai anh nói gì là thế anh về lúc nào ngoán bỗng ấp úng trời ạ à, điều anh giấu tân giấu cả cái làng vọng bổng chốc vụt khai ra và thế là cơn bực dọc ở anh căng có cơ bùng phát. Tao đang hỏi mày cơ mà, cái thằng khùng kia. Bố đi săn, từ lúc mất con cọc bố đổ bệnh rồi đi rất nhanh. Nhanh là bao giờ, tháng mấy, ngoãn dưới người túm lấy ngực áo em, thể như tấn là tội phạm vậy. Tháng 3, ngày mùng 8 âm lịch. Trời à, ngoãn dẫm chân, vung tay, mặt khuôn lại trong nỗi xúc động tưởng không bao giờ tan được. Quỷ xui ma khiến thế nào để đến nỗi về quê mà không ghé nhà thăm bố kiểu này trời phạt anh chăng, ơi cái ông trời độc ác kia. Anh phải vội ngồi xuống, vịn tay vào bàn, mắt anh hoa lên, máu hình như không còn chuyển động. Toàn thân anh giá rời, anh với bố không có nhiều kỷ niệm đẹp, đôi khi khục khịch với nhau. Chính vì thế, cái tin tấn vừa nói làm anh xót xa ân hận. Anh vẫn nghĩ, lúc nào đó sẽ về xin lỗi bố, làm lành với bố, ôi thôi, đâu còn cơ hội nữa. Thằng, anh tưởng mày đã biết chuyện này chưa? Biết rồi, hiện anh ở quê phục viên thương binh hạng một hạng hai gì đó nhưng không đến nỗi nào cưới vợ rồi tin này làm ngoán nguôi ngoai được phần nào nỗi đau nỗi giận vậy là vẫn có người ở nhà với mẹ nhưng dù sao ngoán vẫn tấm tức trong lòng cả nhà hy vọng vào thằng út chỉ mình nó học hành chu đáo vào được đại học vậy mà nó lại bỏ đi lính mà không viết thư hỏi han anh lấy một câu ai bắt nó đi chớ tình nguyện ngựa non háo đá không biết gì để rồi xem mày chịu nổi mấy trận đánh, để rồi xem mày có trụ nổi với cuộc đời gian lao khổ cực, đầy hiểm nguy này không." Ngoãn đưa tay nhìn đồng hồ, đã đến giờ ăn cơm chiều, với lại không tránh mặt cái thằng em đáng ghét lúc này, anh sẽ có một hành động gì đó không đẹp. "Đúng 8 giờ kém, đồng chí lên tiểu đoàn, tôi gặp." Ngoãn nói không nhìn mặt em. "Gió à, trả lời như thế, Tấn thấy mình cũng oai oai, vậy ra anh ấy cũng hiểu rằng Tấn đã lớn." đã là một người lính là đồng chí của anh hẳn hoi tấn vẫn nhớ chừng những trận đòn roi những cái bạt tai những cái bướu vào đầu kinh khủng của ông anh nhưng bây giờ tấn không còn hốt hoảng sợ hãi như xưa với lại chẳng có lý gì để anh đánh mình đánh là sai đánh em cũng sai mà đánh đồng chí lại càng sai nghĩ vậy tấn không những không sợ cuộc hẹn mà còn mong nó đến sớm để xem anh ấy làm gì mình trước khi tấn lên tiểu đoàn gặp ngoán người viết thiên truyện này xin được cung cấp thêm một số nét về gia đình oán để bạn đọc tiện theo dõi cũng xin được nói thêm rằng ở làng vọng xã thanh thủy quan niệm về phụ nữ vẫn còn nhiều bất ổn cha mẹ sinh con gái một bề thì không nói làm gì đứa con đầu lòng mang tên gì thì mọi người gọi bố mẹ theo tên đó tên thật của bố mẹ không được gọi ai gọi coi như phạm húy tuy nhiên bố mẹ đẻ con gái sau đó có con trai thì mọi người gọi tên họ theo tên con trai chứ không gọi tên con gái nữa. Bố ngoãn tên thật là phố mẹ tên là Ngãn, nhưng từ khi có ngoãn thì chỉ còn tên ấy trong hồ sơ lý lịch. Bởi thế, bạn đọc ngay nhắc đến ông ngoãn, bà ngoãn thì hiểu cho rằng đó là tên mọi người gọi sau khi ông phố, bà Ngãn sinh ra ngoãn. Ngoãn đi bộ đội vào đầu năm 1965. Cái việc ngoãn trúng tuyển nghĩa vụ quân sự khiến mọi người ở làng vọng nháo nhác cả lên. Đi khám sức khỏe, xã Thanh Thủy có bốn chục thanh niên, chỉ có 5 người vượt qua được tất cả các vòng. Vinh dự và sung sướng cho gia đình ông ngoán lắm chứ. Có ai ngờ, trông ngoán ngỏng ngao, gầy ốm chứ đâu vâm váp như người ta. Nhưng dù sao cũng mừng cho anh ta lắm. Còn ở nhà, cả ngoán còn khổ. Bố thì không đi làm nhưng thích ăn ngon mặc đẹp. Đụng tí là đánh mắng. Chỉ thương bà ngoán, một mình lo toan chống chọi cho cái nhà ấy khỏi gục xuống. Hai đứa em ngoán thì nhỏ quá. Đấy là những lời bàn tán xì xèo của dân làng. Thoạt đầu, nghe tin này, ông ngoán bỏ ngoài tai. Thằng cả đã nói gì với ông đâu, nhưng rồi ông biết, nó sợ ông, thì xưa nay nó vẫn sợ mà. Và bây giờ, nó sợ nhất là nói ra ông tìm cách không cho đi. Trong ba đứa con, ông không ưa gì ngoán. Nó là thằng ngang, chỉ có ông mới trị được. Ai nói nó cũng cái. Cậy là lao động chính trong nhà, nhiều lúc ngoán muốn vượt quyền ông. Láo, ông dơ gậy lùa cho chạy khắp xóm thấy ông nhàn nhã mà hỗn hào với ông chắc, chúng nó không biết chứ, đời ông đã có lúc coi tiền bạc như dâm rác, ông không làm nhưng từng cai quản biết bao người đi làm cho nhà ông đấy. Ông là con lý trưởng, nhà của ông to cao nhất cả cái xã Thanh Thủy, trong ngôi nhà ấy, thóc gạo đầy bồ, đầy chum, vài vóc đồ đoàn chật cứng. Người làm thuê, kẻ hầu hạ rộn rã suốt ngày đêm. Ấy là thời bố ông còn sống, ông Lý, nếu khen ông tốt thì lại bảo là không có lập trường giai cấp nhưng những người làm thuê vẫn tự hào là đã từng ở nhà ông Lý. Gia đình ông có việc gì, họ cũng đến giúp, chia sẻ. Cũng có những người về sau phất lên, khá giả, vẫn có quà cắp đến nhà ông để bày tỏ lòng biết ơn. Bố ông hồi trước cũng là người hiền khô, ăn ở Phúc Đức. Trên rừng có một con dốc, không biết từ đời nào đời nào, người ta. Lấy tên bố ông đặt tên cái dốc ấy, dốc ông phê, ông chứng kiến bố ông đỡ chảy lưng kéo gỗ từ con dốc ấy về dựng nhà. Ông kéo gỗ đi lại nhiều lần rồi thành đường, ông phê không hút thuốc phiện, không đánh bạc, ông cũng không uống rượu, ông sống thanh đạm, chắc bóp. Lý trưởng là cái trước mua cho ai vậy thôi, đôi khi nghĩ về bố, ông ngoán thấy mình cố tội. Tại sao bố thì vậy mà mình thì, toàn bộ của cái bố để lại, ông ngoán đã đốt sạch trên bàn đèn thuốc phiện. Hồi bố còn sống, ông không dám phá phách đến vậy. Bố mất rồi, ông thành người chủ, mẹ cùng lắm chỉ mắng mỏ, mắng mỏ ông đâu có sợ. Khi không còn gì, ông lục lọi tìm chỗ giấu tiền của bố mẹ. Hết, ông bán đồ đoàn trong nhà, mâm đồng, chậu nhôm, nồi bảy, nồi ba lần lượt ra đi. Bát đĩa, nghe nói là đồ cổ, quỳ giá lắm cũng theo ông tan trong khói thuốc viện. Nhà có mấy chum mật, lừa cả nhà đi vắng, ông gọi con buôn tới múc bán. Sợ mẹ mắng, ông cho chút nước lá vào. Ít lâu sau, mật bốc mùi chua lòm thế là đổ quấy quá cho xong mẹ có nghi nhưng không bắt được quả tang đành thôi ông không nhớ nổi những thứ ông đi cầm cố lấy tiền hút thuốc phiện nhà rồng doảng không còn cái gì ông lấy cả quần áo vợ con đem bán cạn kiệt ông dòm trước ngó sau chỉ còn ngôi nhà bán cơn nghiện lên nhà cũng chẳng là cái khỉ gió gì đầu tiên ông dỡ gạch ngoài sân ối nhà sân có lát gạch gì đâu hè cũng chẳng cần gạch đến khi ông gọi con buôn đến dỡ gạch nhà trong thì mẹ ông lăn xả vào nhưng ông không chịu thua, vay tiền người ta, lờ sao được, ông không liều thì chủ nợ cũng liều, không thể nào khác, bà mẹ không ở nhà quanh năm để giữ, một hôm, mẹ đi chợ về chỉ còn ôm mặt khóc, vợ con thì đừng có cản trở ông, kêu ca à, khóc lóc à, này, ông vớ cái gì chẳng luôn cái đó, sợ chết khiếp ấy chứ, một vài lần như thế, thấy ông nổi nóng là vợ con trốn tiệt, mẹ, ông không dám đánh nhưng ông không sợ, mẹ nói mặc mẹ hút ở nhà mẹ phá ông đi chỗ khác dình chộp được ông ở chỗ này ông lại chuyển đi chỗ kia ngôi nhà cửa toàn bằng lim bằng xến ông cũng đã dò đến mấy tuông mẹ ông vợ con ông lại đành thẽ thọn nịnh xem ông cầm cố ở chỗ nào để đi chuộc mẹ ông bất lực coi như không có ông coi như ông là ma là quỷ của thuốc phiện rồi bà chấp nhận mất con bà bàn với con dâu bán ngôi nhà đi không bán rồi cũng mất mà mất trắng là khác bà đã nhanh hơn ông một hôm, đi hút về, ông thấy nhà mình ồn ào những tiếng lạ, ông bước vào, nhưng chỉ là vì khách không mời, gia chủ mới cho biết ngôi nhà đã thuộc quyền sở hữu của họ. Ông gặp mẹ, mẹ nói, nhà bán rồi, tiền tao đưa cho vợ mày rồi, nó mua nhà ở làng vọng, mày về đấy mà ở hay muốn cút xéo đi đâu thì đi. Bà còng cọc đi ở với con gái út của bà. Căng hay, ông oán nghĩ thế, cần gì nhà to cao, ở thế nào mà chẳng được, miễn có tiền mua thuốc. Ngay tối đó, Vợ ông chỉ được cầm một nửa số tiền để mua nhà, nửa còn lại ông giữ để hút. Ngôi nhà ở làng vọng, ngôi nhà ông đang ở hiện nay, lai lịch là thế. Nó thấp tè, ra đụng vào quẹt, nền nhà lúc nào cũng nhơm nhấm ướt, ôi, có gì bận tâm. Nó vẫn là nhà ngói, ở làng vọng còn ối những ngôi nhà kém hơn. Điều không thể thiếu là thuốc viện. Vậy thôi, nhưng cái đó chưa đến nỗi nào, ông biết lắm, vợ ông vẫn phải chạy tiền, lo cho ông không có ư, nhà cửa tanh bành, không có ư, liệu hồn, mẹ con đi ra đường mà đứng. Từ ngày về làng vọng, thi thoảng ông đã phải bỏ đám bạn bè vì túi rỗng, ủy ban xã gọi ông ời ời lên trụ sỏ vì chuyện hút sách. Dân quân truy lùng giáo giết tìm bàn đèn thuốc phiện, mới lại, nhà có hôm đứt bữa, nhưng thiếu thuốc phiện thì chịu không được. Ba đứa con tin rằng ông đã bỏ thuốc phiện, riêng một người biết ông vẫn tìm đến bàn đèn là bà Ngoãn. Không đều đặn nhưng khi trong túi vợ có tiền, ông ca cẩm vậy là bà phải rút ra mà rút ra là khôn đấy không rút ra cũng mất không chỉ thế còn ỏm tỏi nhà cửa có người ăn đòn ông vẫn không đi làm cán bộ xóm đến động viên ông bảo khổ nếu đi được thì mắc chi tôi không đi chớ tôi không đi trước hết vợ con tôi thiệt nhà tôi túng bấn mà các anh nhìn tôi thì biết đúng là nhìn ông thì biết người ta bảo trông như thằng nghiện có sai đâu ông lởng khởng lèo khèo thế kia làm lụng nỗi gì Nói thế chứ bỏ được thuốc phiện, chịu khó ra đồng là khác hẳn, ông cũng biết vậy. Nhưng ối thôi, thuốc phiện, chót dây vào, bỏ quái nào được. Ông tự dặn mình, trước khi xuống mồ, phải truyền đời cho đám con cháu, không bao giờ được dính đến nó. Ông à, tối qua, thằng cả bảo nó sắp đi bộ đội. Ông tính thế nào? Bà ngoãn khép nép bên mép chiếu hỏi chồng. Ông ngoãn đang uống rượu một mình. Ông đã hứa với vợ với con, mỗi ngày làm cút rượu nhắm với mấy củ lạc hoặc cái bánh đa để từ thuốc viện tôi biết rồi có gì mà cuốn lên thế hả thì tôi chỉ hỏi ý ông thế nào để còn nói với con trong nhà ngoài ngõ nhất nhất mọi chuyện bà đều hỏi ông nhất nhất mọi chuyện đều làm theo ông ông là lãnh tụ tinh thần của bà ông sinh ra để bà nể sợ vui thú của bà là được chiều chuộng chăm lo cho chồng thời thế thay đổi chồng bà mới phải khổ thế để cho ông khổ bà cảm như có lỗi bởi thế đói kém, cả nhà ăn đồn khoai sắn bà vẫn để cơm ở một góc nồi phần chồng. Hoặc giả bà nấu cho ông một niêu cơm riêng, hàng xóm kêu bà nuông ông quá, thì họ cứ so sánh này nọ chứ có biết hoàn cảnh của chồng bà đâu. Mẹ cứ thế nên bố căng làm già, cả ngoán đôi lần nói với bà vậy. Bà chép miệng, ôi dào, chúng mày thì đã thấm tháp gì so với tao ngày xưa chớ. Bây giờ, bố mày đã đỡ lắm rồi đấy. Trước đây, có mấy ngày được yên thân, ngồi vào mâm chỉ có cơm hơi khô hoặc ướt, mà cả bát cả nồi bố mày lia hết ra ngoài sân. Giờ, chúng mày còn dám ho he, chứ tao hồi ấy à, lẳng lặng đi nấu nồi khác, len lén ra sân nhặt mâm nhặt nồi vào. Vậy mà tao vẫn ở được mấy chục năm nay, người ta bảo, muốn nói ngoa làm cha mà nói, rồi chúng mày cũng làm cha làm mẹ, sẽ biết. Chăm chồng là thế, nem nếp sợ đủ điều, nhưng bà vẫn bị ông ngoán chửi mắng xỉ vả như cơm bữa. Mà đâu chỉ thế, lắm khi, đầu xương vù, tay chân bầm tím, không nhúc nhắc ra khỏi nhà, có ai hỏi lại dấu là ốm, ông giận lên, thuận tay, vớ cái gì phang cái ấy. Bà có làm gì nên tội, toàn những chuyện không đâu. Đi mua rượu cũng phải đi mua lén, mua chui, không mua được, ông đánh. Đi tăm thuốc phiện, có tiền đấy nhưng không có thuốc, lê lết về ôm đuổi, đánh. Mẹ nhút nhát quá, la làng lên xem nào, cả ngoán bảo bà thế. Ôi dào, hay gì cái chuyện vạch áo cho người xem lưng. Hồi mới cưới nhau được mấy hôm, bố mày đánh tao mặt sưng vù, thâm tím. Đúng lúc đó, ông ngoại đến chơi, tao phải cười nói như không có chuyện gì, ông hỏi, sao mặt mày như thế? Tao nói, vừa vấp ngã, đập mặt vào cái bậu cửa. Thế nào thì thầy nó quyết đi chứ? Ông ngoãn ra ý buồn, ra ý suy nghĩ, ông chậm rãi hỏi bà. Chớ ý bà thì sao? Kìa sao ông lại hỏi tôi? Bà ngoãn đưa vạt áo chấm nước mắt, thì lần đầu tiên bà được ông hỏi như vậy được ông cho cái quyền nói trước những chuyện quan trọng, không mùi lòng sao được. Bà nói trong nước mắt, ở nhà, nó cũng khổ lắm, ăn không no, áo quần không đủ mặc, trăm công nghìn việc đổ lên đầu. Đi ra, cái thân nó sướng thì mình lại khổ, ai sẽ đi làm phụ với tôi, bà thì, bây giờ mới đúng là giọng của ông ngoán, mới thế đã nước mắt ngắn dài. Chả trách con cái cứ dần già hư thân mất nết, nó biết bà lo lại vênh cái mặt lên, bà nghe tôi nói đây, đi hay không là việc của nó nó thương tôi với bà khắc sẽ xin hoãn bằng không cứ để nó sướng cái thân mặc không chết được trời sinh voi trời sinh cỏ rồi mình lại tính cách của mình bà ngoãn thôi không khóc nữa nghe chồng nói vậy là lòng bà yên tĩnh lại ngay một người biết lo bằng một kho người hay làm chồng bà là người lo còn bà là người làm với bà không có ai thông suốt sáng láng bằng chồng chồng bà đã nói vậy tức là đã tính kỹ lắm bà chỉ sự ông khổ con khổ chứ thân bà tính làm gì Thật ra, nói với vợ vậy nhưng ông ngoán đã quyết rồi. Nó sẽ đi, nó đi bộ đội chớ đi ăn cắp ăn cướp đâu mà ngăn. Mình giữ nó, khóa cửa lại chắc, nó đi, quân đội nuôi, nó không cần gì ở nhà này nữa. Vì thế, không ngăn được, đánh, càng có cớ để nó đi, chi bằng để mặc, có sao, nhà này thiếu thằng cả sẽ khó khăn. Nhưng con chị đi, con gì lớn, hai đứa sau sẽ thay thế, và lại, không phải nó đi mà không được gì. Ông yếu, không đi làm, có kẻ độc mồm độc miệng bảo ông có tư tưởng ăn trên ngồi chốc. Lại có đứa bảo, ông ngoãn ngà, chế độ ta có đồng hề gì ông ta theo bọn phản động ngay. Khốn nạn, sống phải theo thời, cái thời vàng son của ông chết rồi, chết hẳn rồi, nhưng ông vẫn còn sống. Sống, nhưng không dễ dàng gì nhập vào cái mà người ta gọi là đời sống mới. Kệ, chả vì thế mà cho ông vào tù, chả vì thế mà làm tội làm tình ông được. Nhưng con cái ông lại khác, ông không thể bắt nó theo, và lại, tính khí thằng cả ông biết. Nó là người ngăn chờ ông nhiều nhất, xưa dày, nó chịu ông vì nó chưa đủ lông, đủ cánh. Bây giờ, nó có ở nhà cũng không chịu để ông yên. Cứ xem cung cách nó hốn với mẹ và cả cái cách đe nẹt hai thằng em thì rõ không vừa đâu. Nó đi cũng là bớt một hòn đá chắn trước mặt, thế là việc cả ngoán đi bộ đội không làm ông bận tâm nữa. Có chăng chỉ còn là của vợ ông thôi, vợ ông lo lắng là phải nhưng nếu lộ điều đó ra thì coi chừng, thằng cả sẽ kể lệ công lao như một mụ đàn bà lắm mồm. Nó sẽ phách lối khi mai này gia đình suy sụp, không tiện nói với vợ chuyện ấy, ông ra lệnh, chuyện cả ngoán không bàn nữa, mẹ mày không được nói gì thêm, cũng là xem sự hiếu thảo của nó với bố mẹ ra sao. Vâng, mà tôi còn biết nói gì chớ, hai đứa em ngoán không giấu được niềm vui, nhảy như chân sáo, miệng tiếu tít khoe với mọi người về việc anh cả sắp lên đường cái việc anh cả chúng nghĩa vụ trong lúc cả xóm khối người đi khám không được làm chúng khoái lắm cái khoái nhất là từ nay chúng thoát khỏi ách kìm kẹp của anh cả còn bé hai đứa chưa thể đi rừng hái củi chưa thể đi cày đi bừa một mình anh cả và mẹ gánh vác những việc nặng nhọc đi làm về những việc vặt việc nhẹ như quét dọn sân vườn nấu nước nấu cơm là của chúng sơ sẩy chút ít liệu hồn ra đầu xóm chơi một chút về anh cả bắt ra đống củi rút một nắm roi vào, rồi bảo nằm xuống. Mông, lưng cứ nổi vần cả tuần không lặn, đang tuổi ham chơi, ham vui nhưng anh cấm ra khỏi nhà. Ra khỏi nhà có lúc anh cả cần người sai thì làm sao? Hai anh em đi xem phim, mới 10 giờ anh cả đã khóa kín cửa trong cửa ngoài, đành lặng lẽ trèo tường vào sân, rồi lặng lẽ rút vào đống dơm ngủ. Đầu lúc nào cũng xưng vì bị anh bướu, chả than thở được với ai ngoài mẹ, nhưng mẹ cũng chỉ mắng sơ mẹ chiều anh anh vất vả nói nặng anh bỏ việc khéo rồi ngoác miệng cả nhà tưởng và tấn chưa biết anh cả đi rồi sự thể có ngoác miệng cả nhà hay không nhưng mà thế thì đã sao thà thế nhưng không sưng đầu không phải nơm nốt lo khi đi xem phim về cái lời nhãn tiền mà chúng nhận ra là từ nay không phải tái hết mặt mũi ngó trước dòm sau khi anh cả sai bảo anh cả sai bảo chưa thấy vật cần tìm ở đâu chân đã lắp sáp chạy tấn còn nhớ một lần anh cả bảo lấy nước tất nhiên là nước nóng trộn với nước nguội cho vừa nhưng biết thế nào là vừa với không vừa vì có được thử đâu thử là hôn đánh thử là chậm đánh vội vàng đưa cho anh gáo nước anh vừa nhấp môi đã nhăn mặt phang luôn cả gáo nước vào đầu tấn gáo nước vỡ toang nước chảy đâm đìa tóc tai mặt mũi cũng may là nước không nóng đến nỗi làm bỏng ra tấn còn nhớ về một kỷ niệm khác một lần anh cả cho tấn ra đồng kéo gầu được đi tắt nước tấn thích lắm Tấn thích đi làm hơn là đi học. Được anh rủ đi làm, dù chỉ là đi một buổi, Tấn vừa mừng vừa lo. Mừng vì Tấn đang ra vẻ một người lớn, được anh cả tin. Lo vì không khéo đầu lại sưng, mông lại nổi lằn. Điều Tấn lo không sai chút nào. Từ lúc cầm lấy hai dây gầu, Tấn bị anh cả mắng té tát. Và cuối cùng anh cáu, anh chạy ào qua chỗ Tấn cút, kéo gầu với mày thà tao buộc dây vào gốc cây. Cùng với tiếng cút, ấy là tiếng bà tai đánh bốp tấn thấy mịt mù trời đất và bay khỏi chỗ đứng lăn tòm xuống vụng nước bây giờ cái tin anh cả đi bộ đội làm tưởng tấn mừng nở từng khúc ruột dẫu vậy mặt mũi cũng cố kìm nén không dám lộ ra chúng mày muốn tao đi lắm phải không thế thì tao không đi đâu cả hai đứa đều nghĩ anh cả có thể nói thế lắm anh cả đi bộ đội thì khổ nhất là mẹ chúng có thể phải bỏ học chẳng sao không đi học thì đi làm căng bị ức hiếp tưởng tấn căng mơ ước một chân trời tự do chân trời ấy đang đến gần mấy ngày nay đang phấn chấn về việc mình chứng tuyển nghĩa vụ quân sự anh cả không cáu kỉnh không gọi rút roi anh bận anh cần phải chia tay với mọi người chẳng có thời gian để mắt tới chúng thế là hai đứa có dịp tót khỏi nhà vui chơi với đám bạn bè hình như mấy đứa bạn lối xóm cũng nể chúng hơn sao không nhà chúng có người đi bộ đội có phải ai cũng được đi đâu anh nó được đi lớn lên chúng cũng có thể đi lắm. Mấy chục thanh niên trong xã đi khám tuyển rớt gần hết. Chúng tự hào về anh lắm chớ. Anh nó sẽ là bộ đội, mai này, về phép, có mũ lấp lánh sao, có quần áo bộ đội, đi giày oách lắm nhá. Anh sẽ cho chúng nó quần áo bộ đội, mũ thì không cho được, nhưng thể nào chúng trả được thử đội lên đầu. Ấy thế đây, thời gian cứ vùn vụt trôi, mới đó mà Tấn đã chính thống thành một anh bộ đội. Cũng có quyền ngang hàng với anh cả, chí ít cũng không sợ bị anh bạt tai cốp vào đầu như hồi nào đồng chí với nhau mà lại dù là căn lán tạm bỡ ở chiến trường nhà chỉ huy tiểu đoàn vẫn không thể lẫn với các căn nhà khác có bàn có ghế dẫu chỉ ghép bằng cọc gỗ che nứa tiểu đoàn phó ngoãn lại còn có cả một phòng riêng có ấm trà gói thuốc ngày thường lấy đâu ra hôm nay tiếp thằng út cũng phải tỏ cho nó biết ông anh đã là đại úy tiểu đoàn phó không lận đận đói rách như thời còn ở nhà mặt khác ở đây là đơn vị bộ đội, trên dưới khu biệt rõ ràng, không thể trả lời ngạo ngược như hồi chiều ở đại đội. Không phải anh gặp Tấn với cương vị anh cả mà là ở cương vị thủ trưởng tiểu đoàn. Vô đi, anh nói với Tấn đang thập thò ngoài cửa. Tấn bước vào, ngó trước dòm sau, nói, anh ở sướng thật đấy, sướng hơn ở quê nhiều. Em so sánh gì lạ thế, lớn rồi, là quân nhân, ăn à nói cho chững chạc. Giọng ngoãn ra vẻ bề trên, mà bề trên thật chứ phải chấn áp ngay từ đầu thằng út có vẻ không giống trước bướng sao anh lại cáu gắt vô lý thế em có bảo sao em mừng cho anh nhà ta làm gì có trà có thuốc tưởng mày tưởng ở chiến trường sướng lắm chớ gì mày tưởng bộ đội sướng bằng mấy thằng nông dân cày cuốc mày tưởng bộ đội sướng bằng mấy sinh viên hàng ngày cắp sách đến trường chớ gì nghĩ thế oán thấy mình hớ lẽ ra không nên bày trà bày thuốc trên bàn thuốc với trà anh bạn ở miền bắc đi phép vào mang cho bọn anh là cán bộ tiểu đoàn thật đấy nhưng cũng mốc mép ra còn lính tráng thì không có gì đâu đừng mơ màng đã vào bộ đội phải chấp nhận đói khát gian khổ hy sinh nữa ơ kìa vậy anh nghĩ em vào bộ đội để hưởng sung sướng đấy à anh nghĩ thế nào là quyền của anh hiểu chưa còn bây giờ em trả lời đi tại sao lại bỏ học ông cả nhà mình giống bố tệ hại ra trường kinh khủng đi bộ đội trường đó năm lên đến trước tiểu đoàn mà chẳng thay đổi mấy chả lẽ anh em mới gặp, nhau đã ầm ý lên, thôi thì chiều ông chút đã sao, tấn nghĩ thế và thư thả kể lại hoàn cảnh gia đình và ý nguyện vào bộ đội của mình. Ý nguyện của em là ý nguyện của thằng học trò, chỉ biết sách vở, không biết gì thực tế. Người ta cực chẳng đã phải đi, chứ không hăng máu vịt như em, nhà mình đã có hai người đi bộ đội, chưa đủ sao. Anh nói chi lạ, chứ hồi anh đi, anh tự nguyện hay ai bắt anh đi. Ngu à, hồi anh khác, nhà mình cơ cực quá bố thì còn em bây giờ đang đi học khó khăn bây giờ cũng không giống trước viết thư báo anh cũng gửi về được ít nhiều bằng không cứ ở nhà giúp mẹ năm sau xin học tiếp không được sao đấy chính anh nói đấy nhé anh đi có hoàn cảnh của anh có động cơ của anh vậy anh cũng phải thông cảm cho hoàn cảnh của em động cơ của em chớ là một thanh niên khỏe khoắn quân đội đang cần du rú ở nhà với mẹ sao được còn học là việc của cả đời người đất nước thống nhất đi học chẳng yên tâm hơn sao mày còn rốt lắm em ạ à. liệu có qua được đận này không mà nói đến đất nước thống nhất mà qua được đận này còn hàng chục hàng trăm trận khác nữa chứ nghĩ vậy nhưng ngoán không muốn nói ra dẫu sao anh cũng là cán bộ tiểu đoàn không nên sơ sẩy điều gì để thằng em đang hừng hực nhuệ khí coi thường có một điều khiến anh dè chừng là thằng em của anh không còn là thằng tấn ngày xưa không hề e sợ gì anh ăn nói chững chạc đi bộ đội đi chiến đấu mục tiêu lý tưởng rõ ràng. Anh cũng đã thử chạm đến cái vỉa tầng phức tạp mà mới lần học anh thấy rất khó vào, ấy là những quan điểm về chủ nghĩa xã hội, về tư bản chủ nghĩa. Tấn nói vanh vách, ngoán nghe mà sừng sốt cả người, sừng sốt vì sự hiểu biết sâu rộng của em, sừng sốt vì sợ em sẽ vấp ngã trong cái thực tế ngổn ngang phức tạp của cuộc đời. Em thấy đấy, nhà mình nghèo rất mồng tơi, nhưng vẫn mang tiếng là con cháu những kẻ bóc lột. Thực tế không giống sách vở đâu. Anh và Tường đi bộ đội là để rửa lý lịch cho gia đình ta, cho tương lai của em. Em biết, nhưng em muốn chính em khẳng định phẩm chất của mình cơ. Tự em sẽ làm trong sạch lý lịch của chính em. Đi như thế em không thương mẹ sao? Nước mắt tấn dần dấn. Mẹ cũng chỉ đỡ khổ khi đất nước không còn giặc giã. Còn giặc, mẹ còn phải xa anh em mình, còn phải thắt lưng buộc bụng chịu đói khát thiếu thốn. Mà chẳng riêng mẹ đâu. Như vậy, ngay cả về tình cảm riêng chung ở tấn cũng có cái gì khác xa tình cảm ở anh cuộc trò chuyện giữa anh và tấn cũng chỉ bình lặng được một lúc bằng thực tế từng trải trong cuộc đời quân ngũ anh khuyên tấn một đôi điều anh thấy rằng tấn chưa được luyện tập chu đáo vừa chân ướt chân giáo vào chiến trường nên trận đánh tới anh sẽ nói với đại đội để tấn làm một số công việc ở phía sau mới tới đó tấn đã nổi khùng em vào chiến trường để cầm súng chiến đấu đi làm cái việc ở phía sau em vào làm gì sẽ còn khối dịp để em thực hiện nguyện vọng là anh lại vào đây trước em nhiều anh nói em phải nghe bố chi em ở phía sau cũng chỉ vì anh thương em muốn giữ gìn cho em cuộc chiến còn dai dẳng khốc liệt lắm còn tha hồ đi đánh nhau ý định của anh tốt đấy nhưng lại cục bộ cá nhân em không muốn vì em mà ảnh hưởng đến anh em không cần một ưu tiên gì khi có anh là tiểu đoàn phó bực quá không còn kìm nén được ngoãn nói như quát không anh em gì cả đây là mệnh lệnh tôi bảo đồng chí không được tham gia có vậy thôi tấn mím môi nước mắt nhưa nhứa sao cái đời mình khốn khổ thế hồi trước ở nhà đành vậy bây giờ đã vào đến chiến trường vẫn tiếp tục bị đè nén không bao giờ tấn cũng đứng dậy tuyên bố rắn giỏi nếu anh lấy tình anh em để ra lệnh tôi sẽ làm đơn xin đi tiểu đoàn khác tình anh em ở chỗ nào chứ không ở trong chuyện này được a à, cái thằng ngoán nhìn tân bước ra khỏi cửa miệng há ra, mắt tròn xe, như nhìn một vật lạ. Kênh Ký ức Chiến tranh, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.